Lactoferrin là một cái chất vận chuyển sắt trong máu tới các cái cơ quan tế bào trong cơ thể. Đồng thời nó cũng là một cái thành phần rất quan trọng trong hệ thống miễn dịch của con người. Lactoferrin tiêu diệt các mầm bệnh qua ba cơ chế. Một là do cái sức hút của nó đối với các sắt, phân tử sắt rất là cao. Vì vậy nó cạnh tranh với các cái mầm bệnh, làm cho các mầm bệnh, các vi khuẩn không lấy được sắt. Vì vậy mà không thể phát triển và nhân lên được. Thứ hai là lactoferrin đã tạo thành một cái màng bao quanh các cái tế bào. Vì vậy ngăn cản cái sự xâm nhập của các cái virus vào trong tế bào. Vì vậy các virus cũng không có khả năng nhân lên và không có khả năng gây bệnh. Và thứ ba là lactoferrin còn trực tiếp kích thích cái hệ thống miễn dịch để tăng tiết các gamma globulin, tăng tiết các kháng thể. Vì vậy mà tăng cao cái sức đề kháng của cơ thể đối với mầm bệnh. Hiện nay cái sữa Hoàng gia lactoferrin là một trong những cái loại sữa được bổ sung cái hàm lượng cao của lactoferrin. Vì vậy ngoài cái giá trị thành phần dinh dưỡng cao, nó còn có cái khả năng hỗ trợ miễn dịch cho các cái đối tượng sử dụng chống chọi được các mầm bệnh, kể cả vi khuẩn, virus, là ký sinh trùng và các cái loại mầm bệnh khác.